Kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay chúng tôi, Nguyễn Hoàng Duyên và ký giả Nguyễn Xuân Nam trở lại chương trình Bình luận thời sự. Trước hết, xin kính chào ký giả Nguyễn Xuân Nam. Xin chào luật sư Duyên và xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Dạ. Thưa quý khán giả, những chương trình mà anh em chúng tôi nói liên quan tới tình hình Biển Đông luôn luôn thu hút một cái sự quan tâm rất lớn của quý khán giả. Và do đó, gần như câu chuyện cứ mỗi một lần có một biến chuyển mới là chúng tôi lại trở lại cập nhật hóa những cái thông tin và những cái phân tích của anh em chúng tôi. Chúng ta vẫn biết là trong những năm gần đây, Trung Quốc nào là huy động vũ khí đến các đảo ở Biển Đông, họ xây đảo nhân tạo, họ lập ra những cái vùng nhận diện phòng không và họ tiếp tục bắt nạt các nước nhỏ trên cái vùng biển ở Thái Bình Dương. Phía Mỹ, để đối kháng lại việc đó thì Mỹ tăng cường những cái chuyến tuần tra, lên tiếng phủ nhận cái chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, và càng lúc Mỹ càng cho thấy họ đang tăng cường cái sự hiện diện của họ ở Thái Bình Dương. Nhưng mà cái tuần lễ vừa qua, cái tuần lễ cuối tháng 3 là một cái tuần lễ mà những cái biến chuyển nó dồn dập, nó còn mạnh đến mức độ mà ngay cả bây giờ, thưa anh, là Indonesia và Mã Lai cũng đã lên tiếng, cũng đã vào cuộc, mặc dù trong những cái năm tháng trước thì họ đứng ngoài cuộc. Trước khi vào sâu cái phần phân tích, ký giả Nguyễn Xuân Nam có thể cập nhật đối với cho quý khán giả của chúng ta những động thái, những biến chuyển trong tuần lễ vừa qua liên quan tới tình hình Biển Đông, thưa anh. Cảm ơn luật sư Duyên. Thưa quý vị, có lẽ cái vấn đề mà chúng ta quan tâm đầu tiên đó chính là cái cuộc họp vào ngày thứ Năm vừa qua giữa ông Tập Cận Bình và ông Barack Obama bên lề cái hội nghị an ninh và nguyên tử toàn cầu lần thứ tư được diễn ra tại Hoa Kỳ và có 40 lãnh đạo các quốc gia tham dự. Thì trong đó, trong những cái phiên họp đó, đó thì có cuộc gặp gỡ riêng giữa phái đoàn của Tập Cận Bình và phái đoàn của Tổng thống Barack Obama để bàn về một số các vấn đề riêng của hai nước. Mà cái điều mà tờ báo Mỹ nó chạy là a key sticking point, một cái điều quan trọng, rất quan trọng trong cuộc gặp gỡ đó là vấn đề Biển Đông. Thì phải nói như thế này, không phải chỉ có tôi với anh, và tôi tin tất cả quý vị bên ngoài, đặc biệt là những người dân của đang sống trong nước, cái quyền lợi của họ gắn với Biển Đông đó, thì họ càng quan tâm hơn. Thì ta muốn biết hai ông này nói cái gì. Thì có thể nói là tóm tắt á, hai ông này nói á, có là nói trước quốc, là chả có ăn nhập gì với nhau. Thì cái chuyện ta biết rồi, chuyện đó là ông Barack Obama ngay trước khi vào phiên họp, ông nói rằng cũng giống như Trung Quốc và nhiều nước khác, thì Hoa Kỳ có cái quyền lợi quan trọng tại Biển Đông. Và ông trách cứ ông Tập Cận Bình là hồi tháng 9 vừa qua đó, trong cuộc công du của ông Tập Cận Bình với tư cách là chủ tịch nhà nước Trung Quốc sang Mỹ ở cuộc quốc yến quốc tiệc quốc khách đó, thì ông Tập Cận Bình đã tuyên bố một câu mà tất cả thế giới đều bàng hoàng. Là ông nói đó là chúng tôi sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Mới cái mấy tháng à, chưa tới nửa năm, ông quên cái lời hứa đó. Và bây giờ thì ai cũng biết rằng là họ xé cái lời hứa đó, ông tự vả vào miệng mình, là ông đã thực sự quân sự hóa Biển Đông. Right? Thì hai vấn đề mà phía Barack Obama nêu ra là Mỹ có quyền lợi cốt lõi Biển Đông, và quý anh đã phản bội lời hứa của mình, đã bội hứa khi mà anh quân sự hóa Biển Đông so với cái lời hứa của anh vào tháng 9 năm ngoái. Thì phía ông Tập Cận Bình thì bên cạnh một số vấn đề là hai bên đồng thuận nhau, vấn đề khi hiệp ước khí hậu toàn cầu, hợp tác khí hậu, vấn đề này nọ vân vân, vấn đề hồ sơ Bắc Hàn vân vân, thì ông Tập Cận Bình hơi nóng mũi và phản ứng có thể nói là thiếu ngoại giao và thái quá. Thứ nhất, ông ta cho rằng cái Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc,
và đề nghị Mỹ không nên xía vào cái chuyện Biển Đông. Không nên xía vào cái chuyện Biển Đông. Và ông có vẻ tức là đe dọa, cảnh cáo Hoa Kỳ trong vấn đề can thiệp nặng Biển Đông và yêu cầu Hoa Kỳ thì đứng ngoài cuộc. Đứng ngoài cuộc. Thì sau khi cái cuộc họp đó, nó trất quốc như vậy rồi, chứ anh đi đừng anh, mà tôi đi đừng tôi, thì ngày hôm sau đó, một cuộc họp rất quan trọng nữa, là cuộc họp ba nhà lãnh đạo, Mỹ, Nhật và Nam Hàn, ba vị tổng thống và thủ tướng của ba quốc gia đó, họ họp với nhau, thì cả ba đều đồng thuận rằng, họ nói chung một ngôn ngữ rằng là yêu cầu tất cả các quốc gia, dù lớn hay bé, cũng tôn trọng cái luật công pháp quốc tế, cái luật, cái trật tự dựa vào cái công pháp quốc tế về luật, chứ không phải muốn làm gì làm. Dù anh to lớn cách mấy, anh nhỏ cách mấy, anh phải tôn trọng cuộc chơi đúng theo luật lệ, đúng theo nguyên tắc, đúng theo tiêu chuẩn của nó. Họ không nói cái tên là Trung Quốc, nhưng cả cái cuộc họp của ba ông Mỹ, Nhật và Nam Hàn ám chỉ rằng anh Trung Quốc cá lớn, anh phải chơi cái luật quốc tế, anh không chơi cái luật rừng của anh được. Thì sau đó một ngày, và sau cuộc họp đó, một cái điều ghê gớm nữa là Mỹ tuyên bố chính thức sẽ tuần tra tiếp tục ở Biển Đông vào tháng 4 này. Thì gần như đó là Mỹ có thể nói là tát một tát tay về phía Trung Quốc, cho rằng tôi không tránh xa như anh yêu cầu, tôi không có rút lui như anh yêu cầu, và tôi tiếp tục tôi làm như vậy. Thì có thể nói rằng cái cuộc họp đó nó thiếu đi chất ngoại giao, mà qua cuộc họp đó vấn đề không được giải quyết một cách hòa bình và ngay thẳng hay hứa hẹn những cái giải pháp, mà đã cho thấy rằng cuộc họp bế tắc, mạnh ai nấy đi, đường ai nấy đi, và Biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng hơn. Và ngay lập tức thì báo chí thế giới là khai thác rất âm mỉ, báo chí trong nước khai thác âm mỉ, báo chí Trung Quốc khai thác âm mỉ là Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra tại Biển Đông và Mỹ sẽ leo thang về sự can dự và sự hiện diện của mình ở tại Biển Đông. Thì luật sư Duyên đó, khi mà nghe qua những cái lùm xùm của vấn đề mà vấn đề được xem là vấn đề tháp nhất của cái tháng 3 này, là cuộc gặp gỡ của hai đại lãnh tụ để giải quyết vấn đề Biển Đông mà đã bất thành, và thậm chí đó, là còn slap vào mặt nhau, vả mặt nhau như vậy, mà người ta chú ý một câu rất hai điều quan trọng. Thứ nhất là tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc là Trung Quốc có quyền lợi cốt lõi Biển Đông, yêu cầu Mỹ tránh xa, và Mỹ cho là mình có quyền lợi quan trọng từ Biển Đông và tuyên bố tuần tra tiếp. Thì với tư cách ví dụ đứng vào góc độ là một người Việt Nam ở trong nước hay ở hải ngoại mà quan tâm vấn đề chủ quyền lãnh thổ, thì luật sư có quan điểm gì? Nếu mà tôi là một cái người dân ở Việt Nam, một người con dân Việt Nam, thực sự bây giờ tôi cũng vẫn còn là cái người con dân Việt Nam, thưa ký giả Nguyễn Xuân Nam, mình thấy rằng là thứ nhất, Trung Quốc khi mà tuyên bố rằng là Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, đó là một cái lời tuyên bố nó rất là ngang ngược. Nó là một cái lời tuyên bố của kẻ mạnh muốn trấn áp kẻ yếu, không có dựa trên một cái căn bản lịch sử, chính trị hay ngoại giao gì hết. Mỹ khi mà họ tuyên bố rằng Biển Đông là cái quyền lợi cốt lõi của họ, thì cũng cho thấy rằng là Mỹ muốn, không có muốn công nhận cái quyền bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông, mà vì đó là cái quyền lợi cốt lõi của Mỹ, khiến cho chúng ta nhớ là ngày xưa bao giờ mà Mỹ mà can tham chiến ở đâu đó, Mỹ luôn luôn nói rằng là tất cả những động thái của chúng ta vì cái quyền lợi và nền an ninh của chính Hoa Kỳ. Rồi trong cái phiên họp như cái giảng Nguyễn Xuân Nam mới vừa trình bày đó, là sau khi họp với Trung Quốc thì Mỹ họp với ai? Mỹ họp với lại Nhật và Nam Hàn. Nhật ít dân hơn là Việt Nam, đất nước nhỏ hơn đất nước Việt Nam,
Nam Hàn ít dân hơn, đất nước nhỏ hơn. Thế mà tại sao Mỹ lại coi trọng Nhật với Nam Hàn như thế? Nhật nhiều dân hơn em. Dạ, dạ Nhật nhiều dân hơn. Nhưng dạ. mà dạ, vào khoảng 100 triệu vâng. Thì khi mình nói như vậy mình mới cho thấy một điều như thế nào? Là trong con mắt của một cái cường quốc như Mỹ đó, cái nơi nào mà họ tin rằng đó là cái quyền lợi cốt lõi của họ, một cái quyền lợi chặt chẽ về kinh tế, về quân sự, thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Cho nên khi cái giảng Nguyễn Xuân Nam hỏi tôi là một người Việt Nam, tôi nghĩ gì? Tôi nghĩ tới cái thân phận nhược tiểu. Dân chúng ta bây giờ đã lên 93 triệu, 94 triệu rồi. Đất nước chúng ta không nhỏ hơn Nhật, không nhỏ hơn Nam Hàn. Thế mà mình vẫn cam tâm làm một cái dân tộc nhược tiểu, hèn mọn chỉ vì chúng ta chưa có vươn lên ngang tầm về kinh tế, về dân trí, về giáo dục như là Nhật Bản, như là Nam Hàn. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn ngồi lên trên bàn để mà nói chuyện với thế giới về cái vận mệnh của chính dân tộc mình á, thì trước hết mình phải tự tạo cho mình một cái nội lực, không có hoàn toàn dựa vào một cái nước Mỹ, không dựa vào một cái ngoại bang nào hết. Yes, mình có thể mình bắt tay, mình hợp tác, nhưng mà nếu mà muốn cho cái bắt tay và cái hợp tác đó mà có ý nghĩa thì tự chúng ta phải có nội lực. Cho nên khi cái giảng Nguyễn Xuân Nam hỏi tôi là một người Việt Nam tôi nghĩ gì, thì đó là tôi nghĩ rằng mình nhìn lại cái thân phận của mình. Mình muốn mình ngồi ngang hàng với Nhật, với Nam Hàn, với Mỹ để quyết định cái vận mệnh của mình. Có lẽ ngay từ phút này chúng ta phải bắt đầu thay đổi cái tư cách của chúng ta, bắt đầu thay đổi cái tư duy, cái sự suy nghĩ, bắt đầu thay đổi cái cơ cấu chính trị để mình có thể mình đứng ngang hàng với thế giới thôi. Dạ, cảm ơn anh. Luật sư Duyên có đề cập đến những vấn đề chính trong cái tháng vừa qua là gì đó, và trong 30 ngày vừa qua là gì đó. Thì ngoài cái chuyện mà chúng ta thấy cái cuộc gặp gỡ của ông Tập Cận Bình và ông Obama, nó có một cái chữ rất quan trọng mà chúng ta nói chữ quyền là cốt lõi đó. Là khi mà người ta nói cái chữ đã thành một cái thuật ngữ chính trị quốc tế đó, khi ta nói chữ quyền là cốt lõi là core interest. Mà khi một người nào, khi mình xác định vấn đề là quyền lợi cốt lõi của mình, quyền lợi không thể bỏ được, quyền lợi sống còn của mình á, mà tay nào đụng vô cho đó là chúng ta bảo vệ tới cùng, chúng ta đánh tới chết để bảo vệ tới cùng. Nhưng khi mà Tập Cận Bình và Obama mà nói rằng Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc á, có nghĩa là Mỹ láng váng vào đó, can thiệp vào đó thì sẽ đụng độ về chiến tranh. Một sự đe dọa với Tổng thống Barack Obama, một sự cảnh cáo Tổng thống Barack Obama. Một là anh muốn chiến tranh thì rút đi, và đúng cho quyền là có lỗi tôi là sẽ có chuyện. Chúng tôi và luật sư Duyên sẽ thưa quý vị cái chuyện thế trận đồ ở tại Biển Đông trong phần cuối chương trình nói chuyện hôm nay. Đây là một câu chuyện của quý vị sẽ bất ngờ khi chúng tôi đề cập những vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa đó, mà thưa luật sư, vấn đề thứ hai là báo chí một ngày trước khi mà cuộc họp của ông Tổng thống Barack Obama và ông Tập Cận Bình đó, vào ngày thứ năm, thì tư tuần trước là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Robert Wood, ông quan ngại, phía Hoa Kỳ rất là quan ngại, Tòa Bạch Ốc và Bộ Phòng rất là quan ngại là Trung Cộng sẽ thiết lập cái ADIZ là cái vùng nhận diện phòng công ở tại Biển Đông. Và như họ đã thiết lập cái vùng nhận diện phòng công ở tại biển giữa Nhật Bản và Trung Quốc là biển Đông Hải đó, theo nói Trung Quốc là biển Đông Hải, là biển Đông của Trung Quốc đó, là giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Họ thành lập một cách rất là ngang ngược, thưa quý vị. Năm 2000, cuối năm 2013 họ tuyên bố đơn phương đã thành lập vùng nhận diện phòng không đó. Và cái vùng đó đó là họ phủ lên trên cả cái đảo Senkaku mà Nhật đang quản trị thuộc chủ quyền của Nhật, và trong vụ tranh chấp và với Trung Quốc mang tên đảo Điếu Ngư. Thì hiện nay đó, một ngày trước khi mà Tập Cận Bình gặp Barack Obama, thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là Robert Wood đã cảnh cáo Trung Quốc là chúng tôi sẽ không công nhận cái vùng nhận diện phòng không nếu anh thiết lập tại Biển Đông, và chúng tôi coi cái việc làm như vậy, nếu anh làm, là gây mất ổn định
đối với Biển Đông, thì lập tức phía Trung Quốc là cũng đối chọi một cách rất là kinh hoàng. Họ cho rằng là cái quyền thiết lập cái vùng nhận diện phòng không đó là quyền của Trung Quốc, trên cái chủ quyền của Trung Quốc và Mỹ, không dính dáng gì vô cả. Và challenge của Trung Quốc, họ thách thức của Mỹ, Trung Quốc thách thức của Mỹ cho rằng vậy anh nói chúng tôi thành lập đó không có công pháp quốc tế, không có luật lệ, thì năm 1950 anh thành lập, người đầu tiên thành lập vùng nhận diện phòng không là Mỹ thành lập, vậy anh dựa vào công pháp quốc tế nào? Thì hai bên có những cái đôi co rất là dữ dằn, khiến cho cả cái phát ngôn nhân của chính phủ Trung Quốc và phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều lên tiếng rằng họ sẽ thiết lập cái vùng nhận diện phòng không khi cần thiết. Người ta hỏi khi cần thiết là khi nào? Là họ nói là khi nào mà cái vùng trời của họ bị đe dọa thì họ sẽ thiết lập. Như vậy có nghĩa rằng họ sẽ thiết lập khi mà họ muốn và họ cho ra cái quyền của họ. Thì như vậy đó, nếu mà họ thiết lập ra thì như thế nào? Là khi anh bay qua đó, anh phải báo cho Trung Quốc cái mã số của chuyến bay, mục tiêu của chuyến bay, nội dung của chuyến bay, và họ được cái quyền cho phép bay qua, không chỉ bay qua. Mà nếu họ thành lập cái quyền đó thì coi như họ khống chế hàng không và hàng hải trong khu vực Biển Đông. Và như vậy một chiếc máy bay từ Việt Nam á, giữa Hà Nội, Sài Gòn đi lại với nhau cũng rơi vào phạm vi vùng nhận diện phòng không. Và từ Sài Gòn, từ Hà Nội bay ra Đài Loan, bay ra Hồng Kông, bay ra Nhật, bay ra Phi Lục Tân cũng rơi vào vùng nhận diện phòng không. Như vậy người Việt Nam bị tước đoạt kể cả cái không phận của mình và kể cả lãnh hải của mình. Đừng nói tới Mỹ ở đây. Cho nên phía mà Hoa Kỳ cũng phản ứng rất là quyết liệt, mà Trung Cộng cũng phản ứng rất là quyết liệt. Ta hỏi chừng nào anh thành lập, để nói là chừng nào quyền lợi và cái an toàn của không gian của họ bị đe dọa thì họ thành lập. Mà bây giờ thành lập chưa thì họ cho rằng hiện nay ổn định chưa thành lập. Như vậy là Trung Quốc đã chuẩn bị chụp trên cái Biển Đông một cái vùng nhận diện Hồng Kông mà họ kiểm soát cái không phận khu vực này, và từ đó họ kiểm soát cái hải hành của cái khu vực này. Trên Biển Đông được xem rằng không chỉ đó là sự đối đầu của Mỹ, mà dù muốn hay không, cái quyền lợi quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị đe dọa trong cuộc tranh chấp này. Thì đó là vấn đề thứ hai mà luật sư Duyên có hỏi anh câu là những vấn đề chính yếu. Thì đó là vấn đề chính yếu thứ hai mà chúng ta cảm thấy rất là quan tâm. Thì luật sư Duyên có muốn có ý kiến về vấn đề nào về vùng nhận diện phòng không vậy? Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà giả sử Trung Quốc lập cái vùng nhận diện phòng không là họ khống chế cái không phận của Việt Nam rồi, thì đó lại là một cái câu hỏi kế tiếp. Như vậy thì cái Cộng sản Việt Nam phải hành động như thế nào? Nghe bên Trung Quốc thì họ nói rằng là Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Họ trấn áp, họ bắn phá, họ giết những cái ngư phủ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cho tới giờ phút này cũng vẫn chưa có lên tiếng. Rồi bây giờ nếu mà giả sử mà bên phía Trung Quốc lại lập cái vùng nhận diện phòng không đó, mà họ buộc là Việt Nam nhất cử nhất động cũng phải loan báo, mà Việt Nam chưa sẵn sàng, điều đó lại thêm một lần nữa cái móng vuốt của cái con hổ Trung Quốc nó lại bấu vào cái con dê Việt Nam nữa. Thành ra cho tới giờ phút này những cái động thái của Việt Nam, khi mà tôi nhớ lại câu hỏi của ký giả Nguyễn Xuân Nam là một người Việt Nam chúng ta nghĩ như thế nào, tôi nghĩ rằng là Việt Nam phải nhanh chóng phát triển như thế nào và vươn tay ra với các đồng minh chung quanh, gồm có Nhật, có Nam Hàn, có Mỹ, có Úc như thế nào, để mà khi Trung Quốc lại dở cái thói hoành hẹ như thế, mình có đủ cái lực và đủ cái thế để mà mình khẳng định cái quyền lợi cốt lõi của dân tộc Việt Nam thôi. Đó chính là vấn đề mà chúng tôi sẽ phần cuối chương trình hôm nay, như luật sư Duyên đã thưa quý vị ngay từ đầu, chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để quý vị có thể nghe cái trận đồ bát quái ở tại Biển Đông nó như thế nào. Cái phân tích cái bẫy của Mỹ ở đâu, cái chiến lược của Mỹ như thế nào về Biển Đông. Và từ đó chúng ta sẽ thấy luật sư Duyên và chúng tôi cùng quý vị chia sẻ được Việt Nam sẽ nên làm cái gì trong cái bối cảnh biển đảo như vậy, vùng biển đông như vậy.
Và trong bối cảnh ADIZ nó đang đe dọa như vậy, vùng nhận diện Hồng Kông đang đe dọa như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Cái vấn đề thứ ba mà chúng ta thấy đó, cái sự mà ra quân rất là ồ ạt, thưa luật sư, theo của Mỹ vào đổ quân của Mỹ vào cái phi lục tầng bây giờ. Có nên cái tốc độ mà Mỹ huy động quân sự tại Biển Đông đó, và tại phi lục tầng có thể nói là kinh khiếp. Vào tháng 12 năm ngoái thì tối cao pháp viện của phi lục tầng đã cho phép ký một hiệp ước là tăng cường liên minh phòng thủ giữa Mỹ và phi lục tầng, cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự tại phi lục tầng và đặc biệt là các căn cứ quân sự trên biển và trên đảo. Đồng thời đó, cho phép Mỹ sử dụng cách rộng rãi hơn các căn cứ quân sự ở tại nội địa của phi lục tầng, và một hiệp ước đã kéo dài trong 10 năm cho thấy là Mỹ đã bắt đầu triển khai lực lượng cách ồ ạt cải tạo các cơ sở đồn lính, kho bãi, những cái phi đạo, những cái hải cảng trên đảo, trên biển và trong đất liền, và đổ bộ, mà người ta nghĩ tốc độ sẽ đổ bộ vào đó, đó một cái lực lượng có thể lên tới bằng cái lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản và tại Nam Hàn hiện nay trong thời gian của năm 2016 và 2017 này. Như vậy đó, Mỹ sẽ triển khai một loạt các cái tàu do thám và phát hiện tàu chìm ở trên Biển Đông. Mỹ sẽ triển khai các lực lượng hải quân, không quân và thiếu quân lục chiến tại Biển Đông và sẵn sàng một cái trận địa rất lớn mà khiến cho Trung Quốc có thể nói là e ngại. Thì người ta thấy rằng song song với cái lực lượng và triển khai của Trung Quốc tại đảo mà chúng ta thấy khu vực Hoàng Sa và làm phi đạo tại các đảo tại Trường Sa, căn cứ quân sự tại đảo Trường Sa, thì Mỹ xen kẽ răng lược vào các căn cứ quân sự của Mỹ, các phương tiện chiến tranh của Mỹ ở tại khu vực Hoàng Sa. Như vậy phải chăng một cái cánh cửa về chiến tranh nó đang càng ngày nó càng mở tung ra không? Có phải là cánh cửa chiến tranh nó càng ngày càng mở tung ra không? Đó là vấn đề thứ ba mà chúng tôi và luật sư Nguyễn Duyên cùng quan tâm và xin gửi đến quý vị. Chúng ta có thể tới cái vấn đề thứ tư trước khi chúng ta có thể nhảy vào cái đề tài cuối cùng, đó là nhìn nhận thế nào, đâu là bản chất của cuộc đối đầu tại Biển Đông. Thì vấn đề thứ tư mà chúng tôi nhảy vào đó là sau khi cuộc họp bất thành giữa Tổng thống Barack Obama và ông Tập Cận Bình, nó bất thành là có nghĩa là hai bên không có được cái thỏa thuận nào hết như ý muốn để đem lại hòa bình và ổn định tại Biển Đông đó. Thì Mỹ ngay ngày hôm sau, Bộ Phòng Mỹ tuyên bố là chuẩn bị một cuộc tuần tra mới tại Biển Đông. Chúng ta biết rằng trong 365 ngày qua thì Mỹ càng ngày, người Mỹ đó kêu là càng ngày vận dụng cơ bắp quân sự tại Biển Đông rất dữ dằn. Chúng ta biết rằng ngày 20 tháng 5 năm 2015 thì cái tàu máy bay tên P-8 Poseidon của Mỹ đã đi vào chụp ảnh và quan sát cái việc xây dựng đảo nhân tạo của Trung Cộng tại Trường Sa. Sau đó liên tiếp Mỹ mở những cái phone ups, là những cuộc tuần tra tại Biển Đông vì đi tự do hải hành đó. Thì liên tiếp chúng ta thấy tàu USS Lexington đi vào cái vùng đảo, đi vào đảo Subi, rồi tàu USS Curtis Wilbur đi vào đảo Triton. Rồi chúng ta thấy Mỹ đưa các thiết bị quân sự vào khu vực Biển Đông. Và gần đây nhất là Mỹ đưa vào cái cụm tàu hàng không mẫu hạm cái nhóm tàu tấn công tên là John Stennis. Và bây giờ Mỹ đã triển khai, chuẩn bị triển khai ngay, có thể là ngày chúng tôi và luật sư Duyên đang nói thì không chừng là ngày mai, ngày mốt là tàu ra để tiếp tục. Nhưng mà địa điểm, khu vực, tàu nào chưa được công bố, mà Mỹ tuyên bố sau một ngày họp với Tổng thống Barack Obama và Tập Cận Bình, Mỹ tuyên bố là sẽ tuần tra tại Biển Đông. Như vậy đó thì khiến chúng ta nghĩ đó, cái chiến tranh sẽ nổ ra. Mà có người nghĩ rằng á, luật sư Duyên lại nói chúng tôi là có thể chiến tranh sẽ không nổ ra, mà đây là dân một cái bát quái trận đồ trên Biển Đông nó như thế nào. Thì chúng tôi xin mời quý vị bước vào cái phần chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay với luật sư Quang Duyên, thưa anh. Dạ vâng. Trước khi chúng ta muốn nói xem là liệu cái cuộc chiến tranh
thực sự có thể nổ ra ở trong một cái tầm vóc lớn, có nghĩa là những cái vũ khí hỏa tiễn tàu bay hạng nặng có thể xung đột giữa Mỹ với Trung Quốc xảy ra hay không đó. Mình làm thử một cái phân tích, mà những cái phân tích này thưa quý khán giả là chúng ta cũng đã nói nhiều chương trình trước rồi, thì lặp lại. Trước hết, cái giảng viên Sơn Nam thấy rằng là nếu mà về nói về mặt kinh tế đó thì Trung Quốc họ đang gặp một cái cuộc sa lầy rất là lớn. Kinh tế của họ thì suy thoái, cái đồng tiền, cái đồng nguyên của họ mất giá trầm trọng, rồi chứng khoán, thị trường chứng khoán của họ tuột dốc, cái mức độ phát triển nó chậm hẳn đi. Mà sở dĩ mà chậm hẳn đi đó là bởi vì cái lối kinh tế cộng sản, lối kinh tế mà quốc doanh của Trung Quốc đó, nó khiến cho những công ty thầu của Trung Quốc, thực sự đó là những cái công ty quốc doanh, họ lấy tiền ra và để mà họ có thể họ chứng minh, họ justify cái chuyện mà họ rút tiền ra đó, họ xây những cái thành phố ma. Hiện giờ trên đất nước Trung Quốc có hàng trăm thành phố ma, tiền đổ vào đó nhưng mà không ai mua nổi nhà, không ai vào ở hết. Những cái đường xe lửa hoặc là những cái cảng xây ra không có sử dụng được nhưng mà tiền vẫn phải đổ vào trong đó. Rồi những cái công ty mà người ta gọi là công ty zombie, công ty ma đó, đó là những cái công ty mà thực sự cái sản phẩm của họ không ai mua cả. Rồi vì các cái quan chức mà có quyền muốn giữ cho các cái công ty của mình sống đó, thì họ lại phải xin tiền của nhà nước để họ trợ cấp. Và chính vì những cái công ty ma cứ lại được tiền của chính phủ thì cứ sống hoài, khiến cho những cái công ty thực sự làm ăn đàng hoàng, họ không bán được hàng. Hàng của họ mà bán với cái giá bình thường thì lại bị các cái công ty ma tranh cạnh tranh bằng những cái giá hàng thấp. Cho nên về mặt kinh tế, Trung Quốc đang không có cửa quậy được. Thế thì bây giờ cái cách mà Mỹ gọi là cài cái thế, hay mình gọi là gài bẫy đó, khiến cho Trung Quốc bây giờ phải đổ tiền bạc để mà xây những cái đảo ở Biển Đông, xây những cái đảo nhân tạo cũng lại là tốn kém, cũng lại là những cái đảo ma nữa. Thành ra vô hình chung, cái việc mà Mỹ họ cài cái thế khiến cho Trung Quốc phải tổn hao cái sức lực, thì đó là một cái hình thức mà phá hoại Trung Quốc về mặt kinh tế. Còn kinh tế cũng đang đối đầu với những cái nội bộ mà không có ổn định, nào là cái người Hồi giáo ở Tân Cương, Tây Tạng, rồi bây giờ là Hồng Kông và những cái thành phố. Trong vòng chỉ có vài tháng trở lại đây thôi, hàng ngàn cuộc biểu tình của công nhân Trung Quốc nổi lên. Và chính vì cái bối rối nội bộ như vậy mà Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản muốn giữ cái sự hiện diện, cái sự tồn tại, giữ được cái thế gọi là cầm quyền của mình. Họ phải lên tiếng để cho, thực sự không phải là để cho thế giới, Mỹ không công nhận Trung Quốc, không có nước nào công nhận cái quyền của Trung Quốc ở Biển Đông hết. Nhưng mà Trung Quốc phải làm như thế để mà họ tạo một cái sự đoàn kết trong nội bộ của họ để giữ cho cái đảng nó còn cầm được cái quyền lực để mà nó cai trị dân. Cho nên nhìn vào như vậy đó thì nó có một cái nhận định cho rằng là hình như với cái thế mà cài như thế này, Mỹ đang dùng một cái hòn đá mà giết được hai con chim. Một mặt là gây áp lực cho Trung Quốc lại càng phải chống đỡ nặng nề hơn, mà một mặt khác thì lại lấy lòng các cái nước ở Thái Bình Dương, để mà nhờ cái sự lấy lòng đó bây giờ các nước lại đoàn kết chung quanh Mỹ, mua vũ khí của Mỹ, làm cho kinh tế, cho cái nền kinh tế quốc phòng của Mỹ phát triển hơn. Cái giả Nguyễn Xuân Nam nghĩ gì về cái tư tưởng cho mà một đá mà giết hai chim đó? Thưa quý vị, cảm ơn luật sư Duyên. Chúng ta có cái cảm giác đó, là kịch bản mà Crimea
với Nga. Và kịch bản tại bán đảo mà của cái vùng Latvia đó, Balkans, khu vực Balkans đang xảy ra tại Biển Đông. Thực sự đó, khi mà Nga chiếm cái Crimea đó, có phải Mỹ muốn giúp Kiev, giúp Ukraine để lấy lại Crimea không? Cho đến giờ thì chúng ta thấy là Crimea vẫn nằm trong tay Nga. Và chúng ta thấy cái hệ lụy của cái vụ đó là như thế nào? Là đẩy đến nước Mỹ và thế giới cô lập nước Nga về mặt tài chính, về mặt kinh tế, về mặt tín dụng, về mặt ngoại tệ, về mặt G8, đẩy nước Nga ra khỏi G8, cô lập nước Nga hoàn toàn. Nước Nga gặp khó khăn, sụp đổ và có thể nói là què quặt và yếu đuối. Và cũng vì như vậy đó, chúng ta một mặt Mỹ dùng cái Crimea để cô lập Nga, để mà đánh phá Nga về mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, truyền thông, toàn diện và tạo sự chống đối của người Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin. Một mặt thứ hai nữa, khiến cho các nước nhỏ trong vùng đó sợ Nga xâm lược, trên tất cả đều ồn ào, âm ỉ, chạy theo NATO để tự bảo vệ mình. Chúng ta thấy Kiev, Ukraine cũng muốn nhảy vào NATO. Chúng ta thấy các ba quốc gia nhỏ, Latvia, Lithuania và một số quốc gia nhỏ khác ở vùng Balkans, bắt đầu Balkans cũng nhảy vào NATO để nhờ NATO che chở, bảo bọc cho các nước nhỏ này tránh sự xâm lược của Nga. Bởi vì trong NATO đó có cái điều khoản là nếu một quốc gia bị tấn công là toàn khối NATO bị tấn công. Do vậy đó là các nước nhỏ ồ ạt nhảy vào liên minh với NATO, thành viên với NATO để tự lấy cái dù NATO để che chở mình. Trên cái kịch bản đó có phải chăng đang lập lại Biển Đông? Có người cho rằng á, có một số các nhà phân tích cho rằng Mỹ thực sự sẽ không hủy diệt các cái đảo nhân tạo. Mỹ thực sự sẽ không đánh Trung Cộng để giành lại cái Biển Đông, giành lại các đảo như Gạc Ma cho Việt Nam, hay Scarborough, hay Mischief cho Philippines. Thưa quý vị, mà Mỹ tạo một thế trận, một cái trap mà đẩy Trung Quốc rơi vào cái bẫy này. Giống như đã đẩy Nga ở châu Âu rơi vào cái bẫy của NATO, thì phải chăng Trung Cộng đang rơi vào cái trap của Mỹ? Cái trap của Mỹ là như thế nào? Mình luật sư Viên vừa nói đó, một cái cục đá đó bắn gục một lúc hai giết hai con chim. Hai con chim là như thế nào? Một con chim thứ nhất đó, là họ dùng cái bát quái trận đồ này để đẩy Trung Quốc vào cái thế cực kỳ khó khăn về mặt kinh tế, xã hội, an ninh, ngoại giao, truyền thông. Một mặt thứ hai đẩy tất cả các nước chạy đua vào cái phía liên minh với Mỹ và cô lập, phong tỏa Trung Quốc khỏi những liên minh. Chúng ta sẽ đi từng việc một. Ví dụ như thế này, luật sư Duyên vừa nói nãy đó, Mỹ đẩy cái cuộc đối đầu quân sự, tăng cường quân sự tại Biển Đông thì buộc Trung Cộng phải gia tăng quân sự tại Biển Đông. Và chúng ta thấy cái bẫy này nó nằm ở lúc nào? Nó giống y chang thời kỳ cuộc chạy đua về chiến tranh các vì sao. Nga chạy đua với Mỹ về cuộc chiến tranh các vì sao, dẫn đến sự kiệt quệ và tài chính và sụp đổ. Thì nếu mà Trung Quốc á, mà chạy đua với Mỹ ở cái tiềm lực quân sự bằng Mỹ, bằng đối đầu của Mỹ về hàng không mô hàm, về tìm thủy đỉnh, về các cái phương tiện chiến tranh khác á, về B-52, bộ Poseidon, thì Trung Quốc sẽ đổ khủng khiếp về tài chính để vào quân sự. Con số gần 200 tỷ là con số giả. Thực chất người ta nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đổ một con số khổng lồ nhiều hơn nữa để chạy đua với Mỹ. Trong khi luật sư Dương phân tích là gì? Kinh tế đang bị sụp đổ, tài chính bị sụp đổ, thị trường địa ốc sụp đổ, thị trường tín dụng sụp đổ, thị trường ngân hàng sụp đổ. Mà trong khi anh phải đổ một khoản tiền khổng lồ vào cái cuộc chạy đua về chiến tranh với Mỹ, thì Trung Quốc sẽ đứng trước cái tình trạng kiệt quệ. Mà hiện nay quý vị có thể tưởng tượng, chúng ta nghe nói cái nợ của Mỹ gần 20.000 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà thực sự, quý vị có thể tưởng tượng cái nợ quốc gia Trung Quốc là kinh hoàng. Là kinh hoàng.
Và có thể nói là thị trường tài chính của Trung Quốc ấy, nợ xấu Trung Quốc ấy, thì khiến Trung Quốc sụp đổ bất cứ lúc nào. Cho nên ấy, là nó tạo cho cái sự khó khăn, gánh nặng về tài chính của Trung Quốc. Cái thứ hai nữa đó, là nó tạo về cái media là thế này. Là khi chúng ta thấy là Mỹ cái chuyện mà tuần tra cái là FANOF đó, ở trên thế giới này là hà rầm. Nhưng mà chỉ riêng tại Biển Đông, cái việc tuần tra của Trung Quốc và của Mỹ gần các hải đảo của Trung Quốc, hải đảo nhân tạo Trung Quốc, được báo chí loan báo rất là kinh khủng, ồn ào, náo nhiệt. Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng chủ động tung ra truyền thông một lượng thông tin khổng lồ là cái sự đe dọa của Trung Quốc tại Biển Đông, Trung Quốc đang chiếm trọn Biển Đông, Trung Quốc đang thực sự làm chủ Biển Đông, để tất cả mọi người thấy đó, cái sự đe dọa Trung Quốc. Chúng ta mở tất cả các trang Yahoo ra mà coi, tất cả các trang báo của National Interest, The Diplomat ra mà coi, đều thấy rằng cái mối đe dọa Trung Quốc cứ ngày càng kinh khủng trên tất cả cơ quan truyền thông trên thế giới này, lớn thế giới này, khiến cho mọi người đều hiểu Trung Quốc là gì, là tay chơi rụt rừng, tay chơi kiểu mà lấy nước lớn ép nước nhỏ, cái đe dọa Trung Quốc. Cho nên khiến cho tất cả cái sự sợ hãi Trung Quốc nó lan tràn tất cả các nước Đông Nam Á, châu Á, châu Âu và trên thế giới. Cho nên khiến cho mọi người cảm thấy rằng Trung Quốc là một kẻ thù rất là nguy hiểm. Chơi Trung Quốc là rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta cảm thấy Trung Quốc càng ngày càng bất bàn, và đồng loạt các nước Đông Nam Á nhảy vào phía Mỹ hết. Giống như cái chuyện bán đảo, các quốc gia bán đảo vùng Balkans tại Ukraine đều chạy về phía NATO, thì các quốc gia bên Đông Nam Á, bên châu Á và thế giới đều chạy về phía Mỹ, khiến cái Trung Quốc bị cô lập về đồng minh, cô lập về ngoại giao. Và điều hơn nữa đó, khi cái tin tức nó tràn ngập về phía Trung Quốc á, thì Trung Quốc á, họ lại bàn tán, dân Trung Quốc bàn tán, nó chìm hai trường phái. Một trường phái thứ nhất á, là Mỹ xâm nhập vào vùng đảo, vùng biển của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền Trung Quốc á, mà không đục thân Mỹ á, là nhục. Cho cái cánh diều hâu Trung Quốc á, là tuyên bố chiến tranh, là muốn đục Trung Mỹ, bám theo và đục Mỹ cái đó. Mà không đục Mỹ á, thì chính quyền bất lực, dân bất mãn chính quyền, dân phất phục chính quyền và muốn nổi loạn, lật đổ Tập Cận Bình, cho rằng Tập Cận Bình yếu mềm, yếu nhược, để mà Mỹ hăm dọa, Mỹ xâm phạm vùng trời và vùng biển của Trung Quốc. Cho nên cái khuynh hướng chiến tranh á, là sợ nổ ra. Mà nếu nổ ra về chiến tranh á, anh rơi vào cái trap của Mỹ, là anh miscalculation như bài trước mình nói. Anh miscalculation để anh rơi vào chiến tranh của Mỹ và Nhật ngay lập tức, rơi vào các nước Đông Nam Á bao vây đánh Trung Quốc ngay lập tức. Mà trong cái thực trạng hiện nay, nếu đánh Trung Quốc hiện nay đó, thì cái thảm bại Trung Quốc là rất, với cái xác suất cực kỳ cao. Cho nên đó, để rơi vào cái bẫy của Mỹ, nếu mà cái phe diều hâu mà thả bom tấn công Mỹ để thỏa mãn cơn tự ái dân tộc, thỏa mãn cánh diều hâu, thì Trung Quốc đã rơi vào cái bẫy của Mỹ về chiến tranh. Mà nếu không đánh á, thì dân chúng nó bất mãn, nó chính quyền nhu nhược, đất nước bị Mỹ hăm dọa, Mỹ xâm phạm, chủ quyền bị xâm phạm, mà Trung Quốc là chủ quyền bị nhu nhược, chính quyền không đáp ứng cái nhu cầu của giới diều hâu. Cho nên á, cái sự bất mãn và rối loạn trong nội bộ Trung Quốc. Cho nên một cái mũi tên á, một cái FANOF nó đi như vậy. Tại sao các vùng khác đi Mỹ không loan báo? Tại sao các Mỹ đi mà tuần tra các cái vùng biển quốc tế trên khắp thế giới này thường xuyên mà không báo? Và tại sao cái mỗi lần Mỹ đi vào khu vực đó, đó là ồn ào, náo nhiệt, báo chí quốc tế, báo chí Việt Nam, báo chí Phi Luật Tân, báo chí của Nhật Bản, báo chí của Trung Cộng, ồn ào náo nhiệt. Nó kêu là giống như một Hollywood gì đó. Blockbuster. Yeah. Là một phim ăn khách gì. Yeah. Tất cả mọi người đều bàn bạc, tất cả mọi người xôn xao. Giống như Hollywood Blockbuster là một cái movie ăn khách. Yeah. Mỗi lần cái chuyến mà tuần tra hải hành vì tự do bị hải hành đó, thì Mỹ tung ra giống như tung ra một cái bộ phim đa ăn khách. Bộ phim trưởng của Kim Dung mới. Cho nên khiến mọi người khắp nơi trên hành tinh thì bàn bạc với những đi đó. Mà khi bàn bạc như vậy thì anh biết cái giới trong nước, dân chúng Trung Quốc đâu đứng yên. Họ cũng sẽ nhảy vào cuộc bàn. Họ nhảy vào cuộc bàn thì rơi vào cái trap của Mỹ. Truyền thông Trung Quốc cũng bị phân hóa. Một bên đánh, một bên yên. Dân chúng Trung Quốc thành bằng trí thức cũng bàn rất là dữ dằn. Nên đánh Mỹ, nên chịu nhượng Mỹ. Và tất cả đều gây rối loạn trong nội bộ Trung Quốc và phân hóa chính quyền từ trên xuống dưới luôn.
Cho nên đó, Mỹ có thể nói rằng đã dùng cái Biển Đông đó, giống như cái thế trận đồ. Mà tôi tin rằng mục tiêu của Mỹ hiện nay, tôi đoán thôi, là không phải lấy cái gạt ma giao lại Việt Nam, không phải lấy Scarborough, Midship để giao lại trong Phi Lục Tân anh Duyên. Mà Mỹ dài vào một thế trận, mà Trung Quốc cửa cái đường nào á cũng bị sập bẫy. Cái trap Mỹ nó giăng ra, và cái chính á là giống như đang dùng cái ma trận Crimea và bán đảo Balkans ở tại Đông Âu đó, đối phó với Nga, cô lập nước Nga, phong tỏa nước Nga, làm suy yếu nước Nga, làm phân hóa nước Nga. Thì đó, cái Biển Đông này với cái bát quái trận đồ ở tại Biển Đông đó, Mỹ, tôi không tin rằng Mỹ chủ động sẽ gây chiến tranh để giành lại đảo biển, để trao cho anh Việt Nam thân yêu, hay trao cho anh Phi Lục Tân thân yêu. Bổn phận người Việt Nam là giữ cái đảo của mình, chứ phải Mỹ giữ. Bổn phận của Phi Lục Tân là giữ cái đảo Phi Lục Tân, chứ phải Mỹ giữ. Mỹ cũng chẳng đánh phá cái đảo đó để xúc tiệm, Mỹ cũng chẳng đánh giành cái đảo đó trao lại cho ai hết. Mà Mỹ đang đi vào một thế trận đồ nó lớn hơn, để hủy diệt, đặt Trung Quốc vào cái thế rối loạn, suy yếu và hủy diệt. Cho nên cái đó chính là một cái trap, một cái mê hồn trận mà Trung Quốc hiện nay đó, làm sao để thoát ra khỏi mê hồn trận đó. Anh Tập Cận Bình tới gặp Obama, anh không hợp tác, that's good, tùy anh, right? Nhưng ngày hôm sau đó, Mỹ tuyên bố là tôi thì tiếp tục đi tuần tra nữa, đã vừa đưa một loạt các cái đoàn tuần tra như luật sư Duyên vừa và quý vị vừa chia sẻ, rồi đưa ra một cái hạm đội tấn công với như tàu Stennis, hạm đội, một cái hàng không có hạm vào đó, với cái dàn destroyers và cruiser B-52 đầy đủ vào đó. Bây giờ đó, họ lại tiếp tục họ đi tới một đảo khác, mà lần này ta nghĩ tới đảo Midship, một cái đảo mà Trung Cộng xây dựng từ một cái rặng san hô, và giờ thành cái phi đảo lên trên đó đó, họ xâm nhập vào đảo từ Subi tới Midship tới Tri Tôn, từ Hoàng Sa tới Trường Sa, chọc giận Trung Quốc, vừa phá hủy sức mạnh của anh, vừa cô lập anh về ngoại giao, vừa chọc giận anh làm gì tôi? Thưa quý vị, chúng tôi có cái dịp mà đọc nguyên văn cái đối thoại của cái một destroyer, thủy thủ trên cái tàu destroyer của Trung Quốc, đi cách trong tầm nhìn 800 thước với tàu destroyer của Mỹ, và hai bên nó đối thoại nhau như thế nào. Có dịp chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nói chuyện về vấn đề này, cái nội dung hai bên đối thoại nhau, họ tìm cách gì họ đối thoại, và những ngôn ngữ nào đối thoại, và không nói những vấn đề gì, không cải chính vấn đề gì, vân vân. Những cái vấn đề mà trong cái câu đối thoại giữa hai chiếc khu trục hạm, một khu trục hạm của Trung Cộng, một khu trục hạm của Mỹ, với các thuyền trưởng và phái đoàn trên hai tàu, họ đối thoại nhau bằng tiếng Mỹ, xong không được, đã nói đâu vào tiếng tàu, họ nói cái gì, và cái chiến lược họ được nói, cái gì không được nói, cái gì không trả lời, và cái gì trả lời. Cho nên chúng ta thấy là họ cài răng lược trên Biển Đông như vậy, về quân sự. Nhưng mà đó, vấn đề này, nếu xảy ra nổ súng, miscalculation như lần trước mình nói, thì chuyện gì? Và nếu không xảy ra nổ súng để cho Mỹ cứ xâm vào trong vùng đó như vậy, và dân Trung Quốc hiện nay có những người ái quốc cực đoan, phe dầu hâu đang rất mạnh, phe quân sự đang rất là cực đoan, nó chịu không nổi, nó bất mãn chính quyền, nó chịu không nổi, trí thức chia làm hai, quân đội chia làm hai, dân chúng chia làm hai, biểu tình bất mãn đùm lum hết, một xã hội Trung Quốc rối loạn bởi vì chiến mà fan up chuyến tuần tra của Mỹ trên Biển Đông. Thì vừa cái cuộc họp bất thành, không đạt như ý muốn, ngày hôm sau Mỹ fan up tiếp, và chúng ta chờ đợi nếu chuyến đi tới của Mỹ, vùng fan up mới, vùng hải hành mới, thì Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào, nội bộ Trung Quốc phản ứng như thế nào, và làm sao chúng ta thấy này nào? Chúng ta có thể tưởng tượng như thế này nào? Cái chuyện mà chuyến tàu của Mỹ, chuyến khu trục hạm Mỹ đi vào khu vực đó, là nó tràn nhập một chiến tranh truyền thông, chiến tranh ngoại giao, chiến tranh kinh tế, chiến tranh quân sự. Chỉ vì một chuyến đi như vậy, một chuyến tàu pập chảy vào, cả một thế giới chiến tranh bùng nổ. Làm sao mục đích của Mỹ nó ảnh hưởng đến nước Mỹ không? Chả ảnh hưởng gì.
chiếc tàu chạy tần tần tuần tra như bao nhiêu năm tuần tra, nhưng mà phía Á Châu rối loạn. Bây giờ đặt vấn đề ra này, nếu chúng ta coi cái kịch bản tại Crimea và bán đảo Balkans là kịch bản tại Biển Đông ấy, nó sẽ xảy ra trong Biển Đông ấy, thì cái hậu quả là gì? Anh thấy cả một thế giới nhảy vào phía NATO, thì ở đây bây giờ đến giờ này cả một thế giới đều nhảy về phía Mỹ. Trung Quốc không có đồng minh, cái quốc gia cuối cùng được xem là đồng minh của Trung Quốc ấy, mà không đụng chạm Trung Quốc trong cái tranh chấp Biển Đông ấy, là Indonesia. Thì Indonesia vừa rồi là được xem là quốc gia cuối cùng cũng tranh chấp với Mỹ, tranh chấp với Trung Quốc, thì đâu là đồng minh còn lại Trung Quốc làm con zero tổ tướng này nè, right? Cô lập ngoại giao, suy đồi kinh tế, nội bộ dân chúng bất mãn, chính quyền của quân đội bất mãn, quân đội bất mãn, chính quyền bất mãn, tan nát và rã rời. Làm sao Trung Cộng dùng cái đối phó nào cho những FANOPS, cho những cái chuyến tuần tra trên Biển Đông như vậy? Cho nên ở đây đó, vào cái thời điểm này, chúng ta đặt vấn đề quan trọng là Việt Nam vẫn cứ tiếp tục, chúng ta nghe lai nhải một cái quan điểm rằng là Việt Nam không liên minh với ai. Họ cho rằng cái quan điểm đó là khôn ngoan. Thưa quý vị, đến lúc mà sức đầu mẻ trán bị Trung Cộng cướp đảo và cướp biển và tấn công, thì lúc đó Việt Nam sẽ hỏi chúng ta có nên liên minh với ai hay không? Hay lúc đó chúng ta sẽ tuyên bố rằng chúng ta vẫn tiếp tục không liên minh với ai? Chúng ta nghe Hà Nội vẫn tiếp tục xây dựng tình hữu nghị với Trung Quốc và vẫn chưa nhận được diện ra Trung Quốc là kẻ xâm lược về bản chất, và họ chưa nghe Trung Quốc tuyên bố là Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của họ, vẫn đu đưa giữa các thế lực. Nhưng mà cái bài học đơn giản nhất từ Balkans, từ Kiev, từ Đông Âu đó vẫn chưa học bài học, và trong khi cả thế giới họ chuyển trục toàn bộ về một cái lực lượng, về một thế lực mà đó là thế lực của cái thiện, thế lực của cái đúng, thế lực của cái trật tự và ổn định. Việt Nam vẫn rong chơi một trời quên lãng. Anh vẫn cho rằng anh không. Mời luật sư. Riêng cái điểm này thì tôi phải xin phép là mình soi một cái ánh sáng, một cái góc nhìn khác. Cái động thái của Hà Nội bây giờ, mặc dù nói rằng là không liên minh với ai, trong cái thuật ngữ về ngoại giao, trong cái thuật ngữ về cái liên quan giữa các nước với nhau, thì đôi khi mình sẽ tự hỏi là mình tin vào những cái điều nó nói như thế nào. Qua những cái chuyện mà nó đã xảy ra trong gần đây đó, mình thấy rằng là một mặt thì Hà Nội vẫn dùng những cái thuật ngữ là không liên minh với ai để mà họ gọi là giữ một cái mức độ ngoại giao chừng mực với Trung Quốc. Nhưng mà những cái động thái, nếu mà ký giả Nguyễn Xuân Nam, quý khán giả quan sát đó, thì thấy ngay bây giờ họ đang chuẩn bị để mà mong rằng cái chuyến đi của Tổng thống Obama qua Việt Nam nó mang một cái ý nghĩa nào đó. Việt Nam đang gắn bó rất là chặt chẽ với Nhật Bản. Những cái điểm đó cho chúng ta thấy rằng là nhiều khi cũng khó cho mình ngồi mình phân tích những cái thuật ngữ thuần túy về ngoại giao chính trị với lại những cái động thái thực sự, không dám làm bàn xa hơn để mình xem cái chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà khi cái giảng Nguyễn Xuân Nam nói về vấn đề nếu có một cái sự động binh giữa Mỹ và Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng là hơn ai hết, những cái đầu suy nghĩ của Trung Nam Hải, của Tập Cận Bình, của Thường Vạn Toàn, của Lý Khắc Cường, họ biết rằng nếu có va chạm thực sự, vũ khí của Trung Quốc không thể nào so sánh với vũ khí của Hoa Kỳ. Cái bằng cớ là cho tới giờ phút này, cái kho vũ khí của Hoa Kỳ đang có sẵn đó, nó đã vượt xa cái vũ khí của Trung Quốc rồi. Mà Trung Quốc bây giờ đổ hàng trăm tỷ đô la, hàng ngàn tỷ đô la vào, mong là phát triển cái kho vũ khí đó, cũng đang chạy theo đuôi một cách rất là tội nghiệp. Ngay bây giờ, Mỹ đã bắt đầu có những cái vũ khí mà không có còn bắn bằng những cái đầu đạn nữa, mà bắn bằng những cái tia sáng. Rồi, mới những cái bài báo gần đây cho thấy là Mỹ họ đang, sau khi họ đã thành công quá với cái vấn đề mà phát triển những máy bay không người lái,
mà nó tấn công chính xác đến mức độ mà gây thiệt hại tổn thất rất là nặng nề cho những cái kẻ thù như là ở Trung Đông chẳng hạn. Bây giờ Mỹ đang cho những cái tàu không người lái, những cái drone mà có thể lặn xuống để mà khám phá cái tàu ngầm của phe địch. Điều đó nó chứng tỏ là gì? Bao giờ cái kịch bản ở Biển Đông mà cứ tiếp tục theo cái tầm nhìn của Tập Cận Bình, theo cái tầm suy nghĩ của Trung Nam Hải đó, thì các nước ở Thái Bình Dương gồm có Philippines, Việt Nam, Mã Lai, Indonesia, họ lại càng đứng về phía Mỹ và họ lại càng muốn mua vũ khí của Mỹ. Mà chúng ta thấy rằng là liệu Mỹ, cái quyền lợi cốt lõi của Mỹ ở Biển Đông có phải là mấy hòn đảo không? Hay là thực sự họ chỉ muốn cái sự hiện diện của họ? Cái câu trả lời là Mỹ không có cần mấy cái hòn đảo đó. Chỉ có sự hiện diện của Mỹ là để cho các nước ở Thái Bình Dương đứng về phía Mỹ. Đó là cái nhu cầu cốt lõi. Cái nhu cầu cốt lõi của Mỹ và nhu cầu cốt lõi của Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Việt Nam cần Trường Sa, Việt Nam cần Hoàng Sa. Vậy thì khi mà chúng ta đã làm cái phân tích như vậy rồi, chúng tôi chỉ hy vọng là Hà Nội nhìn ra cái thế đó, nhìn ra cái thế trận là cái kịch bản giữa Mỹ và Trung Quốc dù có xảy ra như thế nào đi nữa, đừng bao giờ hy vọng rằng Mỹ, như cái giảng Nguyễn Xuân Nam nói, sẽ giành lại Trường Sa và Hoàng Sa cho Việt Nam. Mỹ sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì mình nương theo cái quyền lợi cốt lõi của Mỹ là Mỹ muốn có cái sự hiện diện, có cái sự thống trị của mình ở Biển Đông. Nương theo điều đó thì nếu tôi mà là cái đầu của Hà Nội đó, tôi làm sao tôi nâng dân trí lên, nâng khoa học, nâng kinh tế, nâng kỹ thuật, khiến cho Việt Nam tiến gần với cái trình độ của Nhật, tiến gần tới cái trình độ của Nam Hàn. Để khi mà Mỹ ngồi xuống đó, Mỹ thấy rằng là cái quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ muốn được tồn tại phải nói chuyện với Việt Nam, phải hợp tác với Việt Nam. Và chúng ta hiểu rằng là nếu mà chiến tranh xảy ra đó, những cái tàu không người lái, những cái phi cơ không người lái bây giờ nó đã ngự trị rồi, thì cái việc mà 1 tỷ dân Trung Quốc hay là những cái đạo quân của Trung Quốc mà đem ra hù dọa bằng những cái chiếc tàu hải giám của Trung Quốc chẳng hạn, không phải là một cái lo sợ của Việt Nam. Bây giờ chỉ còn là, thứ nhất, cái lòng người. Thứ hai, nhìn cho ra cái kịch bản của Biển Đông. Và thứ ba, chọn một cái quyết định đúng đắn. Đó là một cái điều mà tôi cầu mong rằng là hồn sông núi thiêng khiến cho Hà Nội bắt đầu có những cái người trẻ lên suy nghĩ và không có suy nghĩ theo cái nếp của Hồ Chí Minh, của Đỗ Mười, của Lê Đức Anh nữa. Phải là một cái nếp suy nghĩ của một cái thế hệ trẻ Việt Nam đứng lên giành lại cái lãnh thổ cho quê hương mình thôi. Tôi rất là thích cái câu nói là cần câu quyết định đúng đắn. Cái danh cái chính á, thì cái hành động mẹ, cái danh có chính danh á, thì chúng ta mới có chính tinh tấn và chính hành động. Đó là ta cách nói cho bác trên đạo Phật giáo. Chúng ta có cái tên đúng, cái quan niệm đúng, thì hành động nó mới đúng. Nhất quán giữa tên và hành động. Nói này mà làm thế khác, nói cái kia mà làm thế nọ, không phải là người quân tử và không phải đường lối chính để cai trị đất nước. Chúng ta thấy đó, có người nói là Việt Nam nó không liên minh với ai, thực sự cũng có liên minh hoặc bên này bên nọ. Nhưng mà cái điều đó nó là quái thai, thưa quý vị. Nó là cái tư tưởng đó, tư tưởng quái thai, tư tưởng của ta cho là khung lõi, là đu dây đó, là tư tưởng quái thai. Chúng tôi chứng minh một điều rất đơn giản. Các anh đều biết rằng từ sau năm 1975, từ 75 đến năm 85, Việt Nam sụp đổ về kinh tế, đói, thiếu gạo, bởi vì chính sách hợp tác xã sai lầm, cái đường lối kinh tế chủ nghĩa xã hội sai lầm. Thì thay vì đó, anh thấy sai thì anh phải bỏ, anh theo đường lối tư bản chủ nghĩa, right? Nhưng anh không nói như vậy. Anh nói kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tôi đọc báo trong nước, tôi thấy nhiều nhà trí thức, các báo lề trái đó, nhiều nhà trí thức nói họ không hiểu trong lịch sử nhân loại này có cái mô hình nào là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
kinh tế tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường mà định hướng sau chủ nghĩa. Họ không hiểu về mặt lý luận, về mặt nguyên tắc về kinh tế, mặt lý luận về kinh tế, mặt thực tế kinh tế. Nó chả có cái nào như vậy cả. Rồi anh lấy một cái là tạp bi lù, vá biếu, nó dẫn đến một nền kinh tế què quặt cho đến bây giờ. Từ 85 đến 2016 là 30 năm. 30 năm què quặt. Và đến bây giờ vẫn tiếp tục đi cái chân què quặt này vào tương lai. Bởi vì sao? Anh không mạnh dạn nghĩ một cái điều đúng, làm theo điều đúng và bỏ điều sai. Cho nên ta thấy rằng nếu không liên minh nữa thì không có thế lực và không sức mạnh. Latvia dám nói như vậy không? Estonia dám nói như vậy không? Ukraine dám nói như vậy không? Bởi vì họ biết rằng họ nói như vậy là họ đi vào con đường tử. Cho họ mạnh dạn, họ bỏ cái sai, bỏ cái bà phải, bỏ cái quái thai để họ chọn lựa con đường đi đúng. Cho nên chúng ta bị cái tư tưởng là tư tưởng ma đạo, là nghĩ một đường nói một ngã, nói đường này làm đường kia. Không kể kể làm chính trị phải có cái đầu chính trực, phải có đường lối đúng cho quốc gia, phải có liên minh đúng cho quốc gia, phải có một cái sách lược đúng cho quốc gia. Chứ không thể nói một sách lược này làm sách lược khác, nói sạch lược nào. Chúng ta không bị mess up, bị quái thai trong vấn đề này. Mà chúng ta thấy cái biểu hiện về kinh tế xã hội, thị trường, định hướng chủ nghĩa xã hội, kinh tế xã hội nghĩa. Cái quái thai đó muốn áp dụng một cái tế quái thai chính trị và quân sự về Biển Đông sao? Cho nên câu chuyện của tôi kết thúc ở điểm này, là chúng tôi xin mời quý vị coi cái kịch bản Biển Đông tiếp tục. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này. Cái chuyến mà tuần tra của Mỹ vào Biển Đông vào tháng 4 này sẽ diễn ra như thế nào, phản ứng thế nào, cái bẫy nào Mỹ đã đặt ra và Trung Quốc vượt qua cái bẫy đó như thế nào, một vấn đề khá phức tạp. Và chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta cần phải theo dõi vấn đề này. Đặc biệt là chúng tôi, thưa quý vị, dù là người quốc tịch Mỹ, nhưng cái hồn và trái tim vẫn cùng với 90 triệu đồng bào trong nước quan tâm biển đảo quê hương. Trả lời luật sư. Yeah. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chắc chắn là Kỳ Giang Nguyễn Xuân Nam và chúng tôi cũng sẽ còn tiếp tục theo dõi cái kịch bản Mỹ và Trung Quốc và sẽ hầu chuyện với quý khán giả vào chương trình tới. Và thực sự nó là một cái điều mà Hollywood Blockbuster một cái bộ phim đang được tung ra và chúng ta ăn khách và tiếp tục theo dõi. Mời cảm ơn quý vị. Cảm ơn luật sư Duyên.